Thì chủ đề ngày hôm nay á là nói về thủ tục hải quan. Thì cảm ơn các chị đã dành thời gian tham dự cái buổi ngày hôm nay. Thì chủ đề ngày hôm nay á là nói về thủ tục hải quan, thì mình sharing luôn, tại vì do cái buổi thứ năm tuần rồi á mình có đi tập huấn ở Pleiku, cho nên là mình thấy cái thông tin này nó thú vị, cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn. Tại vì thật ra thông qua cái bài này á, thì mình cũng có một vài cái thông tin, thì mình cũng có soạn một cái bài cho cái phần ngày hôm nay, nó gồm hai phần cho các anh chị. Cái phần đầu tiên thì các anh chị thấy mình đưa cái slide là thủ tục hải quan xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc, thì nghe đến đây có thể là một số bạn cảm thấy hơi bị tụt mood, tại vì hôm trước mình đã training với cô Sophie rồi đúng không ạ? Thì thấy là có thể là trên Alibaba thì mình sẽ không đẩy mạnh cái vấn đề này, nhưng mà cái này là do mình nói về cái vấn đề thủ tục hải quan, cho nên là các bạn á chị, các bạn cứ xem qua đi, tí nữa các bạn sẽ cảm thấy so sánh, thì đâu đó cái thủ tục hải quan thường nó sẽ có những cái gọi là cái tiêu chuẩn chung đó bạn, có thể là áp dụng qua cái nước này nhưng mà đồng thời nó cũng có thể áp dụng qua nước khác, cho nên là thông qua cái bài này á mình sẽ thấy được có những cái điểm chung. Và đặc biệt khi mà mình xem qua cái phần slide trình bày của thầy á, thì mình thấy là nó cũng có đâu đó nó cũng có liên quan tới cái nghĩa là về cái quy định hải quan á, nó cũng khá là có điểm nó tương đồng với lại thị trường của Mỹ. Thì tí nữa các anh chị sẽ, những anh chị nào mà đã làm quen á, bán hàng đi thị trường Mỹ rồi, các thông qua cái bài này chị thử so sánh nha, ở những cái chỗ nào có những cái điểm giống nhau. Ví dụ ở đây anh Cường đúng không ạ? Anh Cường thấy là anh rất là quen về vấn đề thủ tục hải quan, thì tí nữa thử hỏi ý của anh xem là ở có những cái phần nào giống là phần nào khác anh chị ha. Thực ra ở cái phần này á thì mình sẽ không có đi sâu vào, mà qua cái phần này rồi á mình sẽ có một cái phần nữa là mình trình bày về, mình sẽ đưa ra một cái case study là bán hàng yến xào đi đi các nước. Thì cụ thể là mình không biết các anh chị đây có nhiều khách hàng yến xào không ạ? Tại vì khi mà trình bày xong á, cái buổi đó cũng hơi ngạc nhiên, tại vì sau cái buổi xong cái tự nhiên cái một top nhiều các anh chị ở đó đi lên hỏi trainer với lại hỏi chỗ bạn Nguyên á, là bây giờ nếu mà yến xào mà xuất đi thì như thế nào. Thì vì những cái câu hỏi đó thì mình làm cái bài phần tiếp theo để mình đưa cái file đó cho Huyền luôn, để Huyền tham khảo có thông tin ha. Thì không biết hiện tại các anh chị ở đây là ví dụ như khách hàng của mình là yến xào mình xuất đi không, Trung Quốc thì mình hiểu rồi, cái Trung Quốc là mình hiểu cái mindset đó, nhưng mà những cái nước khác thì không biết là mình có gai mình có điều hướng khách hàng đi qua những cái kênh khác không, Úc Mỹ đúng không? À vậy ha. Thì cái bài của mình thì mình sợ thử Mỹ với lại Nhật á, mình sợ về thủ tục hải quan thôi, mình coi có cái thứ nó làm sao. Vậy ha. Rồi ok, mình nắm thông tin của các bạn, nhưng mà tí mình thử nha, tại vì thông tin mình là như vậy, thì thật sự khi mà mình dò cái mã số S đó vào thị trường Mỹ thì mình vẫn thấy họ ra thông tin, có nghĩa là họ không để một cái gì gọi là cấm hết trơn á. Thì đó thì có thể là do mình thực tế mình không các anh chị. Là do vướng từ bên mình đúng không? Vướng từ bên mình thôi. Rồi ok, như vậy thì mình sẽ đi qua cái phần tổng quan nha các anh chị. Ở đây á, thì có cái phần 1 này thì mình thấy hay, dĩ nhiên cái phần này á, không phải là để các anh chị nói với khách hàng là các anh chị khách hàng đi vào dưới kênh này đi, tại vì bản thân mình là mình đang giới thiệu khách hàng bán hàng trên cái kênh Alibaba đúng không ạ? Nhưng cái phần này thì mình thấy hay là dành cho những cái bạn nào mà mới vào á, tại vì thông thường các bạn cũng biết là trước khi demo cho khách hàng thì các bạn cần phải có những thông tin về thị trường như thế nào đúng không ạ? Một số thông tin tổng quan mà các bạn lại chưa có tài khoản CRM, cho nên những cái bạn nào mới vào thì các bạn có thể thông qua những cái trang web như thế này nè các anh chị. Đầu tiên á, có một cái trang web của Việt Nam Export, thì các anh chị thấy ha, nếu mà thông qua cái trang web này nó sẽ có một số những cái thông tin về
Có thể là thường họ hay tổng kết về cái số lượng hàng hóa đó, thì ví dụ như mình coi cái ngành nào, cái số liệu xuất là bao nhiêu. Còn những cái thông tin này thì chắc chắn là có thể là mình sẽ không nói nhiều với khách hàng là các anh chị vào đây để mà tìm kiếm đối tác đúng không ạ? Tại vì mình đang muốn điều hướng khách hàng lên cái sàn Alibaba để bán hàng, cho nên một số những cái mà mình cảm thấy là không liên quan thì mình không chia sẻ. Tuy nhiên là mình thấy đối với những cái bạn mới á, cũng là một một cái website mà các anh chị muốn tìm hiểu về xuất nhập khẩu, về ngành hàng, thì các anh chị có thể tham khảo cái trang web này ha. Một cái trang web là vietnamexport.com, với lại một hai cái trang web là viettrade.government.vn với lại itbc.government.vn luôn. Thì mình biết là thông qua những cái trang web này, ngoài những cái thông tin về hội chợ triển lãm thì mình không nói rồi, thì chắc chắn nó sẽ có những cái thông tin về tình hình xuất nhập khẩu như thế nào. Nhưng mà mình thấy cũng có cái hay là, chẳng hạn ví dụ như nếu mà trường hợp mình vào đây mình biết được những cái lịch về hội chợ triển lãm thì mình cũng có thể chủ động mình đi tham gia được mà đúng không, để mình tìm. Thì thông qua mình thấy các bạn ở đây, một số ví dụ như anh Tuấn nè, anh cũng hay tham dự những cái buổi hội thảo để thông qua đó anh có những cái network đúng không ạ, để mà tìm kiếm đối tác. Thì mình thấy là khi mà chia sẻ như vậy thì mình nghĩ tới cái hướng đó. Thứ nhất là các bạn có thể thông qua những cái kênh này thì các anh chị có một những cái data, khi mà hiện tại mình chưa vào được cái hệ thống CRM á, thì mình có thể vào những cái trang web này để mình tìm kiếm những cái data là cái ngành hàng đó có xuất khẩu được hay không, xuất qua nước nào, có số liệu là bao nhiêu, để mình dẫn chứng cho khách á. Còn nếu anh chị mà biết thêm một số những thông tin về hội chợ triển lãm mà mình sắp xếp thời gian mình đi tham dự được, ví dụ như bạn Thinh đúng không, hình như là anh cũng của hôm em cũng có chia sẻ là em cũng có đi tham dự cái buổi hội thảo đúng không, đúng không? Không biết là bạn em thì có vào thử cái trang web này chưa, em tìm kiếm những thông tin hội thảo thông qua những kênh nào? À, do em tham dự những cái nhóm kia tôi sẵn rồi đúng không ạ, cho nên là em nhận được mail. Còn những cái bạn nào mới thì mình có thể vào đây tham khảo ha. Cái file này thì lúc nãy mình có gửi trong cái group của leader rồi, cho nên các bạn leader có thể chia sẻ lại nếu mà bạn nào có nhu cầu ha. Rồi, cái phần thứ hai là cái phần này là quan trọng nha các anh chị. Thì các anh chị tham khảo nha, mặc dù mình biết là cái file này người ta tập trung nói về xuất hàng qua Trung Quốc, nhưng mà thực sự là mình thấy về cái mặt cái sườn á, thì họ sẽ cho mình cái một cách tổng quan là, ví dụ như nếu trường hợp mà anh chị định bán một cái sản phẩm, một cái hàng hóa nào đó qua cái thị trường nước ngoài, thì mình sẽ đặt ra những cái câu hỏi gì, có nghĩa là mình tìm kiếm cái thông tin đó thì nó khá là tương đồng ha. Chẳng hạn ví dụ như là lúc nãy rõ ràng ngay đầu giờ là các anh chị cũng có trao đổi với nhau là dù mặt hàng Yến tại sao lúc đó cho xuất rồi dây dạo này không có xuất. Thì nhìn vào cái sơ đồ này các anh chị thấy được là thật sự khi mà một cái hàng hóa họ xuất đi thì nó cả quan tâm giữa cái đầu bên mình, ví dụ ở Việt Nam mình xuất đi đúng không ạ, nhưng mà cũng sẽ quan tâm cái đầu nhập khẩu nữa. Chẳng hạn như là bên đầu đó họ có cho phép nhập khẩu hay không, vẫn chẳng hạn như ở Việt Nam mình thì cho xuất đó, nhưng mà mình muốn xuất đưa qua một cái nước nào đó thì mình sẽ đặt câu hỏi là ở cái nước đó thì họ cho phép nhập hay là cấm nhập. Thì đó sẽ là câu hỏi mình phải tìm kiếm. Thì lúc nãy cái chỗ bạn Cường có nói là xuất đi Yến thì bên bên Mỹ hiện tại là họ không cho, thì tí nữa mình thử test thử một vài kênh nha, mình vào cái kênh đó mình tìm hiểu xem như thế nào. Thì ở đây người ta nói là có một cái gọi là cái quy định kép về mặt kiểm dịch đúng không ạ? Các anh chị thấy là tại vì ở Việt Nam mình, thì mình nói ở Việt Nam cụ thể cho dễ ha. Ở Việt Nam thì thông thường sẽ có kiểm dịch khi xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền, và ở bên cái người mua thì nói đến đây thì đồng nghĩa với việc là một cái lô hàng á, khi mà mình xuất qua cái tại tới nước đến á, thì thông thường tại nước đến thì người ta cũng sẽ đi lấy mẫu, người ta đi kiểm dịch lại đúng không ạ, để xem là có chấp nhận hay không. Thì người ta cái quy trình này người ta gọi là kiểm dịch kép, có nghĩa là vừa kiểm ở nơi xuất và vừa kiểm cả nơi nhập nữa. Một số mặt hàng xuất khẩu được phép nhập vào Trung Quốc thì thôi cái này phần này mình bỏ qua ha, cái này thông tin chung. Mình quan tâm tới cái phần này là những hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, mà cụ thể là trong trường hợp này là hôm đó là các bạn đang nói nhiều về nông sản đó các anh chị. Có nghĩa là khi mà một hạt hàng nông sản mà xuất qua Trung Quốc thì người ta sẽ yêu cầu đăng ký mã số xuất khẩu với hải quan Trung Quốc nè, truy xuất nguồn gốc, quy định về ghi nhãn đóng gói, chỉ dược địa lý, mã số vùng trồng. Thì khi mà tìm những cái thông tin này nè các anh chị, ví dụ như anh Cường đi, anh nhìn vào đây thì anh thấy có gì đó nó giống giống cái chỗ mà mình xuất đi Mỹ không ạ? À? Thì bản thân mình thì mình thấy có điểm giống. À, thì đó các anh chị thấy không ạ? À?
Có nghĩa rõ ràng á, ví dụ như một cái tiêu đề mà vô một cái buổi workshop người ta nói bán hàng đi Trung Quốc, cái bạn đấy thôi tôi không quan tâm tại vì không có, nhưng mà không có các chị. Thực ra về mặt quy định hải quan nó sẽ có một số những cái giống, chẳng hạn ví dụ như lúc nãy anh Cường nói là đăng ký mã số xuất khẩu với hải quan Mỹ, ví dụ là như vậy đi, thì thường nó sẽ là liên quan đến FDA đúng không ạ? Food và growth đúng không? À, phải đăng ký FDA. Thì nói với Mỹ thì mình nhớ tới ngay cái mã số FDA. Còn thực ra đối với Trung Quốc thì là cái mã này nó sẽ là GACC, là viết tắt của General Administration Certificate of China đó. Nói chung là GACC như vậy là CACC đúng rồi. Thì các anh chị thấy có sự tương đồng không ạ? À? Ví dụ Trung Quốc thì mình nói một cái mã như thế này, nhưng mà qua bên Mỹ thì là mình, các anh chị nhớ cái FDA. Còn một số những cái quy định thì thường nó cũng khá là tương đồng chung với nhau, mà chắc chắn mình thường là mặt hàng thực phẩm đó, thì mình sẽ nói cái vấn đề là kiểm dịch thực vật đúng không ạ? À? Cái đó thì nó khá là tương đồng như vậy. Cho nên lý do tại sao mình nói là mặc dù là cái tài liệu nói về xuất hàng đi Trung Quốc, nhưng mà thực sự là sẽ có một số những cái thông tin anh chị có thể áp dụng để mà anh chị liên tưởng tới một số những quốc gia khác anh chị ha. Ở đây khi mà xuất hàng đi Trung Quốc anh chị thì sẽ có hai cái lệnh, một cái lệnh số 248 và một cái lệnh là 249. Thì khi mà cái tài liệu này á nói về cái lệnh 248, 249, nhưng mà thường ở Việt Nam mình khi mà nói về thủ tục hải quan thì sẽ dùng những cái từ gì ạ? Mình không có dùng cái từ lệnh mà sẽ có cái những cái từ gì khá là tương đồng á, anh chị nào đang hay nghe không ạ? À? Thông tư chính xác đúng rồi, tại vì thường khi mà nhà nước ra những cái gọi là những cái nghị định đúng không, mà những quyết định nghị định thì thường nó sẽ có một cái thông tư, là thông tư là giống như là một, thường người ta sẽ tập trung những cái thông tư về, tại vì lúc đó cái thông tư nó sẽ quy định cái chi tiết, nó sẽ giải thích rồi các cụ thể, cho nên các anh chị sẽ nghe rất là nhiều về những cái về cái từ gọi là thông tư. Thì thông tư sẽ là một cái căn cứ cơ sở pháp luật để sau này khi bất kể một cái chị nghe ra có một cái nghị định nghị quyết như thế nào á anh chị, thì anh chị chịu khó phải tìm hiểu xem cái thông tư đó là cái thông tư gì, và mình đọc cái thông tư mình sẽ dễ hiểu hơn so với những cái về mình đọc những cái nghị định nghị quyết nha các anh chị ha. Thì đối với hàng nông sản ở Trung Quốc thì sẽ có hai cái lệnh là lệnh 248 với lệnh 249. Thì tí nữa mình sẽ tìm hiểu sơ qua xem 248 hay 249 là nó nói về cái vấn đề gì. Còn lúc nãy mình có nói là cái mã số đi Mỹ thì FDA đúng không, còn Trung Quốc là GACC, anh chị thấy nè, ở đây nè Tổng cục Hải quan Trung Quốc thì họ sẽ có cái quy định về GACC anh chị ha. Ở đây là sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý, cái này là tại Việt Nam nha các anh chị, cái này là tại Việt Nam. Thì bây giờ ví dụ như nếu mà các anh chị nào á, mà đang tư vấn cho một cái nhà bán, một người seller bán những cái sản phẩm trong đây, thì thường các anh chị có thể tư vấn luôn cả cái cơ quan thẩm quyền quản lý của họ là gì. Anh chị thử nhìn sơ qua đây thì các anh chị thấy làm sao à, ở đây có thấy quen thuộc không? Thường anh chị đây có mời những nhà bán này lên trên sàn không bạn, chỗ bạn Ngân có không? Ngân có không? Võ tôn à, võ tôn. Còn ruột là ví dụ như là những cái đồ nội nội tạng đó đúng không? À, nội tạng đồ lòng. À dạ, cái này thôi anh biết, cái này là thầy biết. Thầy chứ anh ngồi đâu có soạn cái này nha, cái này là thầy đó, tại anh thấy hay cho nên là anh xin về. À, anh bỏ bớt những cái gì không có liên quan nhiều mà tập trung với những cái mà các bạn chị về nói về thủ tục hải quan thôi thì mình lấy. Nhưng mà cái mà mình thấy ở đây là chỗ là sao, ví dụ như anh chị đang tư vấn cho một cái nhà bán một cái sản phẩm ở đây đúng không ạ, thì kèm theo đó thì mình sẽ hướng dẫn họ, à các chị ơi các chị phải liên hệ với cơ quan thẩm quyền là như thế này, chẳng hạn như mình thấy là thực vật thì mình sẽ liên quan tới là cục bảo vệ thực vật nông nghiệp và phát triển nông thôn, còn thấy cái gì liên quan tới động vật thì mình tư vấn cho họ là cục thú y bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đúng không ạ. Còn thủy sản thì sẽ có cơ quan khác chứ không phải là nghe nói thực phẩm cái là mình tư vấn có một cái cơ quan duy nhất, là thật sự nên không có có đúng. Nông sản à. À, CO thì xuất đi Mỹ là phong B đúng không? Mình thì nghĩ là xuyên đi Mỹ là phong B, còn đi Nhật là phong VJ. Tại khi mà mình tìm hiểu về xuất khẩu yến á,
thì mình đang muốn biết là mình cần phải chuẩn bị cái form gì để xuất cái nước đến, thì mình tìm hiểu. Đó thì thực ra đi Mỹ thì nói về đi Mỹ thì thực sự là bên Mỹ họ cái CO là do cái quy định của Việt Nam thôi, chứ bản thân cái CO đó khi mà qua Mỹ họ không có miễn trừ thuế như bên mình nha, đó gì chỉ có bên Nhật mới ấy thôi, chứ còn bên Mỹ thì họ vẫn tính thuế bình thường, chẳng qua là đúng rồi, nhờ những cái hiệp định thì hiện tại là bên Mỹ nó hoàn toàn không có những cái về miễn trừ về thuế. Thì đây là nông sản nè, thường thấy các anh chị bán nông sản nhiều đúng không? Nông sản thì là sẽ cơ quan thẩm quyền là Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Còn nông sản mà liên quan tới chất béo thì là quản lý của Bộ Công Thương. Thì đó họ chia rõ ra là cái mặc dù là nông sản nhưng mà cái sản phẩm đó là như thế nào, thì cái cơ quan họ liên quan, cái cơ quan mà họ sẽ giải quyết những hồ sơ giấy tờ của mình là mình sẽ tư vấn thêm ha, là hoặc là Bộ Y tế hoặc Bộ Công Thương. Rồi ngoài ra các anh chị thì mình thấy ở đây á là ở bên Trung Quốc là họ có cho một số những cái sản phẩm có ghi danh mục 18 cái sản phẩm này nè, khi mà xuất qua thì không nằm trong trực tiếp đăng ký, thì là trực tiếp đăng ký hoặc ủy quyền cho đại lý thực hiện đăng ký theo quy định của CICC. Thì những cái sản phẩm này mình thấy lạ quá đúng không? Học thấy thường không nghe thấy các bạn tư vấn lá hồi lá lốt có hả? Có hả? Đó. Rồi. Ủa nhưng mà nhiều hả? Hoa hồi à, hoa hồi. Hoa hồi lá lốt. À gia vị đúng không? Nhưng mà mình cũng có bán trên sàn Alibaba nhiều luôn đó, có nhiều. Nhưng mà bán qua nước nào? Bán qua nước nào nhiều hơn? Không, không, nhưng mà mình bỏ qua thị trường Trung Quốc á, là người bán mà bán đi đâu á? Bán đi đâu? Trung Quốc À như vậy là mình tư vấn cho khách hàng một cái kênh nữa là bán đi Trung Đông đúng không? Hồi giáo Trung Đông. À. Ấn Độ Trung Đông. Ấn Độ luôn. Như vậy thấy những cái sản phẩm như vậy tụ lại mình dễ hiểu nhất là những cái sản phẩm này là dùng cho gia vị đúng không ạ? Và anh chị bán những cái sản phẩm này mục đích là bán đi qua Ấn Độ hoặc là Trung Đông ha. Còn khi gì mà bán qua Trung Quốc thì thôi mình không có tư vấn sâu cái vấn đề đó, mình tập trung vào cái thị trường khác. À, còn xuất khẩu trái cây tươi thì thôi mình bỏ qua nha, cái phần trái cây tươi này thì thôi tại vì đâu có bán qua Trung Quốc đâu, cái này bán ra đồ bán qua Trung Quốc. Ủa mình có hả? Nhưng không không, ý mình nói là trên cái kênh Alibaba đó. À ok hiểu, tại vì khi mà bán cái xuất khẩu trái cây tươi sang Trung Quốc thì họ lại có một số những cái quy định cụ thể phía bên sau đi, phía dưới này nè, ở dưới đây nè các chị đây ha. Thì đó, cái lúc nãy mình có nói về cái lệnh đó 248 249 theo như anh chị liên tưởng nha, khi mà giờ bên Trung Quốc thì người ta dùng cái lệnh nhưng mà ở Việt Nam mình sẽ dùng cái từ là thông tư anh chị ha. Thì nó sẽ có hai cái, một cái là 248, cái 249 thì mình sẽ nhớ là 248 sẽ nói về cái gì và 249 là nói về cái gì là được rồi, để lúc đó mình nói chuyện với khách chứ mình cũng không cần phải đi sâu vô từng cái loại giấy tờ áp dụng cho một cái lệnh nè. Như vậy là cái lệnh 249 thì nó sẽ quản lý về an toàn thực phẩm và điều chỉnh quy định về nhãn mác đó anh chị. Thì về nhãn mác thì mình nhớ ha, là thông thường khi mà nhãn mác xuất qua Trung Quốc thì bắt buộc phải có tiếng Trung hoặc là tiếng Anh, thì đó là cái điều kiện. Như anh chị nhớ là cái lệnh 249 thì nó sẽ liên quan tới vấn đề là quản lý an toàn thực phẩm và điều chỉnh về việc ghi nhãn mác. Cái file gì? À, không không đừng, đừng đừng từ từ khi nào xong thì mình tí nữa mình gửi vô trong cái group chat đó. Lại này không cách mình và cấp cái mã vùng, mã vùng trong Trung Quốc cho phép
Làm là sẵn chủ cơ bạn Cường nói về cái mã vùng đó, thì thông thường người nói là cái mã vùng là nó liên quan tới sản phẩm đúng không ạ, đồng thời nó sẽ liên quan luôn cả cái cửa khẩu đó anh chị, có nghĩa là bên Trung Quốc họ sẽ quy định luôn cụ thể là cửa khẩu nào được phép nhập cái sản phẩm nào, nó đi song song luôn á đó. Đó. Tại vì cái hôm mình tập huấn thì cái chỗ em ra bên chỗ cái mấy cái bạn ngoài đó lại có nói rõ với là các anh chị làm nông nghiệp luôn hợp tác xã, thì các bạn đó nói là nó có sự liên đới với nhau, tại vì bên Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều những cái cửa khẩu và họ quy định luôn là cái cửa khẩu này họ sẽ quản lý và cho phép nhập những cái sản phẩm này để họ dễ kiểm soát, giống như họ phân quyền á, có nghĩa là họ sẽ chuyên môn hóa, giống như cái cửa khẩu này họ sẽ chuyên nhập những cái loại sản phẩm này nè để là cái việc kiểm tra họ dễ dàng hơn, cho nên là khi mà mình đã có ý định mình nhập cái sản phẩm này xuất, thứ là bên Việt Nam mình xuất đi rồi đúng không ạ, thì mình phải chịu khó luôn tìm hiểu luôn cả là nếu mà cái sản phẩm của mình đó thì cái cửa khẩu nào họ sẽ chấp nhận. Không cần cửa khẩu nào như anh chị lưu ý chỗ đó ha, như cái tình hình là ông dưới cái không mình hiểu, nhưng mà đôi khi mà mình cái gì mình cũng giao giao cho họ hết á, thì như cái bạn đó bạn cũng ấy, tại vì đơn giản là giống như mình nghĩ là đường bộ đi chở xe thì cái ổng đơn giản là để cái xe nó ổng chở tới cái cửa khẩu đó tới nơi thì không được rồi không mình về là đúng cũng mà mình chủ động này các anh chị nhìn qua cái sơ đồ này nè để nó nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái cửa khẩu á, anh chị thấy có chữ ở đây không, là cửa khẩu chỉ định đó các anh chị, cho nên là anh chị lưu ý một số trong những cái trường hợp người ta có chỉ định là cái cửa khẩu chỉ định đó thì nó mới nhập được cái sản phẩm đó, cho nên mình sẽ lưu ý cái phần này ha. Tóm lại sẽ có những cái bước là đầu tiên mình sẽ đăng ký mình nhập khẩu và khai báo nhập khẩu, còn cái phần kiểm dịch thì nó sẽ ở hai đầu đúng không ạ, từ cái đầu Việt Nam cũng có rồi mà qua bên kia họ cũng sẽ có cái phần kiểm dịch lại. Có file anh gửi rồi. Dạ không sao. Như vậy là cái quy trình kiểm nghiệm ở đây là ý đó là kiểm tra từ nước ngoài rồi sau đó là kiểm nghiệm tại cửa khẩu đúng không ạ, sau phê duyệt thì lúc đó mình sẽ được cho phép nhập khẩu, thì cái style này nó nhấn mạnh cái vấn đề là kiểm hai đầu đó, giống như là quy chuẩn kép như từ đầu mình có giới thiệu rồi cái gì ha. Ở đây là một số hình ảnh China Custom họ tới kiểm dịch, cái này hình ảnh minh họa thôi rồi nên chị thấy ở đây là lúc nãy á, mình sẽ nói về cái nếu trong trường hợp mà trái cây không được liệt kê trong giấy chứng nhận kiểm dịch, có nghĩa là bản thân mình đi kiểm dịch một cái sản phẩm này rồi nhưng mà tới nơi người ta mở ra người ta phát hiện trong đó có lồng ghép một số những sản phẩm khác không trong cái kê khai á, thì chắc chắn là người ta không cho rồi, cái chuyện dễ hiểu ha. Thứ hai là tên của trái cây nơi xuất xứ và mã của nhà máy phải ghi rõ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, lúc nãy mình nói về nhãn mác label là các anh chị nhớ ha, có tiếng Anh hoặc là tiếng Trung ở trên họ rồi, nếu mà trong trường hợp phát hiện có các vi sinh vật gây hại thì sẽ cấm luôn ha, không cho vô. Rồi lượng chất độc hại có hại được phát hiện thì cái này mình thấy nó sẽ liên quan tới cái vấn đề gì, các anh chị thường mình là nông nông sản thì sẽ có vấn đề chạy, thuốc trừ sâu này kia đúng không, mình sẽ nghĩ là thuốc trừ sâu và những cái sản phẩm mà đóng hộp hoặc đã chế biến rồi á, thì mình thấy là nó sẽ liên quan tới những cái gọi là những cái phụ gia
đứng trước bảo quản kia đó, mình bỏ vào đó mà họ kiểm họ thấy là vượt quá là họ sẽ không cho. Thì anh chị sẽ lưu ý một vài những cái điểm đó để mình tư vấn cho khách thôi. Rồi kiểm tra tại chỗ đây thì mổ sẽ được lý định. Kiểm tra về côn trùng thì triệu chứng đây này là những dành dành cho một số những cái sản phẩm về trái cây tươi đúng không ạ? À? Thì họ có kiểm tra những cái mẫu này. Rồi lúc nãy mình sẽ nói hai cái lệnh mà 248 với 249 á, thì bây giờ tóm lại là 248 thì mình sẽ tập trung là mình sẽ nói cho cái người seller biết là cái lệnh 248 nó mang ý nghĩa là quản lý về an toàn thực phẩm, nguyên tắc là an toàn là trên hết. Thì khi mà giải thích theo cái hướng này á thì anh chị có liên tưởng tới cái gì không ạ? À? Từ một số những cái giấy tờ. Cái này thì mình thấy nó liên quan tới cái HACCP với lại cái ISO các chị. Thì đó, các anh chị đọc anh chị thấy nè, nó liên quan tới là quy trình vào đồng gì à, và đồng quản trị quốc tế, có nghĩa là những cái gì nó liên quan tới cái quy trình đó và cái bước làm thì nó sẽ liên. ISO 22000 ISO 22000 với lại nó sẽ nó tương đương với là HACCP mà. Cái nguồn gốc và nguyên liệu đúng không? Rồi là cái trong cái sợi vải nó có chứa hạt lượng hàm lượng đường glucose quá mức cho phép hay không? Và tiếp theo nữa em có một cái gọi là thông tin thêm các bạn đây. Một cái thông tin mới cà phê ngày xưa cây trồng không được trồng ở trong cái vùng đang có hạt cà phê. Đến bây giờ lại có cây trồng cà phê về phạm trồng trên cái khu vực đất có đầy đủ phổ chứ không phải trồng trên khu vực đất bạc màu. Nhưng mà cái chất lượng của đất đúng không? Đúng rồi. À, như vậy là các bạn có thấy có sự có liên hệ không? Lúc nãy cái slide đầu tiên á thì người ta nói về cái về địa lý đúng không ạ? À? Cái lúc nãy đúng không? Thì giống như là khi mà tương đồng với chỗ bạn Cường bạn đang trình bày về châu Âu này đúng không ạ? À? Cho nên là thực ra một quy định vào một quốc gia nào đó thì nó cũng khá có những cái á, mặc dù có thể là cái cách diễn giải nó khác nhưng mà nó cũng khá là tương đồng. Còn sở dĩ mình đang nói về cái vấn đề là hai cái lệnh 249, tại vì mình có hai cái lệnh là 249 với lại 248 thì mình đang cố gắng giải thích như thế nào đơn giản nhất để khi các anh chị nói với khách hàng á thì khách hàng sẽ hiểu ngay. Thì cái chỗ này là 249 thì các anh chị sẽ thao đâu đó nó sẽ liên quan nhiều tới về cái quy trình, mà chỉ cần nhớ tới cái phần đó đúng không ạ? À? Chứ làm sao mà nhớ cụ thể chi tiết cho từng cái để mà mình nói với cả lúc đó khách hàng họ cũng chưa chưa muốn nghe mình nhiều đâu, mà mình chỉ cần nói về cái lệnh 249 thì anh chị thấy nó sẽ liên quan nhiều về cái vấn đề về về quy trình. Rồi ở đây có một số cái ví dụ về ghi nhãn ha. Họ nói đây đây theo quy định mới là doanh nghiệp xuất khẩu phải ghi in phải in nha các anh chị mã số doanh nghiệp cùng các thông tin liên quan lên bao bì đóng gói và mã này không được cắt dán mà phải in trực tiếp cả trong lẫn ngoài bao bì tới phần đóng gói nhỏ nhất không thể chia được. À có nghĩa là
ở trong mày nó có những cái gói nhỏ nhỏ gì đó cũng phải in vô luôn. Ví dụ như là mình hình dung là thường trong một cái sản phẩm của mình nó có những cái gói về chứa cái chất bảo quản á, thì trên cái cả cái gói nó cũng phải ghi rõ vào trên đó luôn đó, chứ nó không phải là để một cái gói không không có trơn, không có thông tin gì hết là không được. Ở đây là một cái ví dụ của anh chị ha. Ví dụ tem nhãn thì thường phải có những thông tin nào, thì một đầu tiên là phải có tên tổ chức xuất khẩu đúng không ạ, tên đơn vị xuất khẩu, rồi chủng loại hoa quả, tên nhà vườn hoặc số đăng ký, rồi đó tên xưởng đóng gói hoặc là số đăng ký, thì mình phải ghi rõ những cái này. Mình đưa cái này là cho ví dụ ha, cho các hợp tác xã họ họ xem những cái thông tin này để họ biết, họ ghi trên cái tem nhãn có đầy đủ thông tin. Ngôn ngữ thì là tiếng Trung hoặc là tiếng Anh nha các anh chị. Như vậy mà biết tiếng Anh thì cũng ok. Và tem nhãn có thể dán lên trái cây, nhưng mà anh nghĩ là chắc là dán bên thùng đúng không? Chứ đâu mà mình dán là trực tiếp trái cây mà. Sao mà dán nó rớt ra ngoài? Dán lên thùng hoặc là cái cuốn đúng không? À, cái cuốn vậy đó. Dán. À, sầu riêng mà bỏ vô thùng cũng hơi lủng. Đây một cái ví dụ nè các anh chị. À, để tiếng tiếng Hoa không, chứ mỗi bạn toàn biết à. Mình kia thì tiếng 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 Việt, mình cái đấy xem qua họ có nghĩa là song ngữ luôn, ở trên là tiếng Việt xong phía dưới họ dịch qua tiếng Hoa. Từ ngôn ngữ thì là nhắc lại tiếng tiếng Trung hoặc tiếng Anh đều ok hết á. Về ghi nhãn rồi ghi nhãn sản phẩm thủy sản, thông số kỹ thuật đây. À, mình lúc nãy là 249 rồi đúng không ạ? Thì bây giờ mình quay qua 248. Như vậy 248 họ sẽ quy định cái gì ạ? À? Như vậy các anh chị nhớ lúc nãy là 249 thì thường nó liên quan tới vấn đề quy trình đúng không? Còn 248 thì ở đây họ sẽ nói là quy định đăng ký công hàm của Cục An toàn Thực phẩm, Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Cái này là liệt kê lúc nãy những cái sản phẩm kia ở phần trên mình cũng đã nói qua rồi. Doanh nghiệp tự đăng ký. À không, cái này 218 lúc nãy là quy định của lệnh 218. À mình hiểu là như thế này nè các anh chị. Lúc nãy là 219, à, xin lỗi 249 là cái quy trình. Còn 248 thì ở đây họ sẽ đưa ra một cái cổng thông tin các anh chị. Thì các anh chị sẽ thấy là mình thường phải đăng ký trước, thì cái này tí nữa mình sẽ có một cái ví dụ qua bên chỗ hàng đi Mỹ thì nó sẽ có một cái cổng thông tin để các anh chị đăng ký cái doanh nghiệp của mình đó các anh chị. Thì à. Thì mình phải phải đăng ký đúng rồi, phải tự đăng ký thì vào vào cái trang web này. Thì ở dưới đây họ có lưu ý, nếu trong trường hợp mình là Việt Nam thì mình vào cái trang web là iae.custom.government.cn để mà mình đăng ký. Thì mình thấy cái phần đăng ký này giống như cái phần đăng ký FDA á, tại vì mình vào cái trang web FDA mình thấy đi 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 đi, đi Mỹ nó cũng phải vô đăng ký như vậy luôn. À. Rồi cái này là cái phần chung bên Trung Quốc. Bây giờ mình qua cái phần mà cái ví dụ về cái trường hợp mà Yến đi đi Mỹ, đi nước ngoài, đi nước khác nha. Thì mình thấy có cái ví dụ ở đây mình tìm hiểu xin lỗi mình đã chuyển slide rồi đó các anh chị. Các anh chị online các anh chị có thấy không ạ? À? Alo, các anh chị thấy anh chị vui lòng đánh số 9 ở chatbot được không?
Thấy anh, thấy anh. À, rồi cảm ơn anh ha. Rồi ở đây thì do là cái buổi sau sau cái buổi mà chia sẻ xong thì một số rất là nhiều các anh chị lên hỏi là muốn xuất khẩu yến xào, vì lý do đó cho nên mình mới chuẩn bị một số cái thông tin để mình gửi cho Huyền, tại vì các anh chị cũng biết là việc mà những người seller tại Việt Nam mà bán qua Trung Quốc thì chơi cái nền tảng Alibaba thì khá là khó đúng không ạ, cho nên mình cố gắng mình điều hướng sao đó. À bây giờ nếu ví dụ trong trường hợp anh chị bán đi Mỹ hay bán đi những thị trường khác thì có ok hay không, thì mình có tìm hiểu á, mình coi cái mã số S là nó như thế nào, cái tên tiếng Anh đó là sao, xuất qua đó thì cái thuế xuất như thế nào, thì mình tìm hiểu một số những cái thông tin. Còn cái chỗ lúc nãy bạn Cường có chia sẻ thực tế là bây giờ trong những cái giai đoạn này thì bán đi không được thì chắc là mình phải double check lại xem như thế nào nha các anh chị. À, xin lỗi là Cường nói là bây giờ đi Mỹ Yến là Sino luôn đúng không? Nhật thì vẫn ok. Không Không cho phép đúng không? Bên Mỹ đúng không? Ok. đi đâu Không không, mình tìm bên Mỹ, do mình vô mình sợ mình tìm bên Mỹ. Thì ở đây là đầu tiên mình tìm một số những thông tin thì mình thấy nè, ví dụ như mình biết là thị trường xuất khẩu chủ yếu là ở Trung Quốc đúng không ạ, nhưng mà đọc thêm phía sau là cộng đồng người Hoa ở Mỹ, New Zealand gì đó, mình mới nghĩ là bây giờ thôi như vậy thì các anh chị xuất qua mấy nước khác giùm em đi đúng không ạ. Còn các anh chị thấy nước khác đúng rồi, mình anh dọn trên báo anh gọi đọc mấy cả cái này là anh chị thấy là bây giờ nè, bây giờ mình coi ở đâu sản xuất, tại vì cái này là yến nuôi đúng không anh chị, chứ không phải là hiện nay có tới là 42 trên 63 tỉnh là nuôi yến rồi các anh chị, con số rất là đông, có tới rất là nhiều người, và đặc biệt là Kiên Giang là do anh Thịnh đi sắp tới là đi đi dưới miền Tây đúng không ạ. À, anh Thịnh đi xuống miền Tây để thử thử dò thử cái mặt hàng này dưới đó làm sao, có nhộn nhịp hay không ha, hả quê quê vợ luôn hả. Rồi sau đó cái mình mới search một cái case study là yến xào Khánh Hòa, thì lúc đó là cái ông tổng giám đốc ông mới trả lời nè một số những quy định thì mình không nói ha, chẳng hạn như Hala là nước hồi, rồi BRC là ở British là của bên Anh đúng không ạ, FDA là của Mỹ, rồi 5S là của Nhật này nè, vì do mình thấy cái chữ 5S là FDA á cho nên mình mới dò thị trường Nhật với thị trường Mỹ Úc mấy cái phía dưới nè, ông cũng nói năm 2022 nè, cái chỗ mà yến xào Khánh Hòa là một cái đơn vị cụ thể đúng không anh chị, các anh chị thấy là ông nói là xuất đi Nhật, Mỹ, Canada, Úc, Đài Loan, Singapore gì đó, một số nước. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình đi sợ hai cái thông tin của Nhật với Mỹ. Không không, thì mình đúng đúng thực sự là cái yến xào là xuất đi Trung Quốc là chủ yếu, nhưng mà mình né qua cái vấn đề đó, mình tập trung cái này thôi. Chứ thực tế thì mình tìm hiểu mình vô mình sợ thấy tao thích làm xuất đi Trung Quốc không à? Như thế nào? Thì yến xào thì đầu tiên mình tra là cái mã số HS, thì ở đây cái mã số HS là 40410010 gì đó, và cái tiếng Anh đó các anh chị, đầu tiên khi mà mình không biết á mình sợ là swallow bird nest gì đó, phải không bạn, swallow bird nest không à, nhưng mà mình sợ cái đó thì khi mà mình vô cái trang web của bên Nhật nó không có ra swallow bird nest mà nó ra cái chữ này salagan này. Và đúng thật nha, cái salagan này các anh chị mà search trên Google mà wiki á các anh chị là nó dùng cái chữ này, mình hiểu là chắc là nó lấy cái tên khoa học gì đó cho nó áp vô chứ nó không lấy qua mình bớt lép mình search tìm. Cái trang web mà của custom á thì nó ghi cái chữ này, là cái chữ này hả? Trời. Cảm ơn. Yến Yến. Yến. Cái gì vậy? Trời ơi, oan ức quá các anh chị ơi. Các anh chị thử dò về điện cái thứ này nó giật. Nó ra yến đúng không? À, hiểu hiểu
Tại vì á, thực ra mình biết là cái Sweden Business thì mình dò, nhưng mà khi mà mình dò thì mình không có ra được những cái thông tin về về cái thuế nhập khẩu này nọ này kia, mình dò không có ra. Có là gì vậy? Gì á? Quá rồi, tôi quá. Sweden Business đúng không? Thì ok. Không thì tùy các bạn thôi, tại vì như thế này rồi, mình qua đây là có gì ha. Ở bên cái những cái các những cái slide tiếp theo á thì là một khi mà mình xuất khẩu đi nói chung về thực phẩm nói chung á thì họ sẽ yêu cầu một số những giấy tờ này. Anh chị lưu ý ha, đầu tiên là giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì các anh chị liên hệ, nó khách hàng liên hệ với sở công công thương giùm em để chị xin, đúng không ạ? Khoan từ từ, đây nó nhiều lắm Ngọc, mỗi mỗi tờ nó một trang rồi. Cái là giấy hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm, thì cái hồ sơ tự công bố này thì các anh chị có thể liên hệ với Bộ Y tế hoặc là Sở Y tế tùy theo cái sản phẩm của mình. Thì ở đây mình đọc thì mình hiểu là một số những cái sản phẩm mà sản xuất trong nước á thì anh chị có thể liên hệ Sở Y tế, còn nếu một đặc biệt là nếu mà nhập khẩu thì anh chị phải liên liên hệ với Bộ Y tế để mình xin cái hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm. À không không, cái file này là tự anh tìm hiểu nha. Cái còn cái slide kia là của bên trường, còn cái này là do là anh. Nhưng mà luôn đúng Đúng rồi, đi chính ngạch chứ mình không nói về sách tay, mà đang nói chính ngạch cho nên nó cần những cái đây một cái công bố con đăng ký thôi cho cái anh ngồi kế này cho anh nói cái nó vô hút cái micro này không phải online nghe nữa. đăng ký mã vạch hoặc là cái lên bộ công thương hoặc là bản quyền thì mình mới cần cái hồ sơ công bố sản phẩm này. Còn với là nguyên liệu hoặc là rồi, do bạn Cường bạn mới nhắc một cái từ SES là cái slide tiếp theo đó anh chị, viết tắt là cứ sơ ký kết nó free sale, là giấy phép tự do ha anh chị ha. Thì giấy phép lưu hành tự do này thì các anh chị đây ví dụ như Hồ Chí Minh mình thì các anh chị có thể ghé chỗ này là Bộ Công Thương ở lầu 8 tòa nhà 12 Nguyễn Thị Minh Khai quận nhất anh chị ha. Thì anh chị lưu ý có nghĩa là ở đây mình giới thiệu một số những giấy phép để các chị biết là đó là cái giấy phép nó ý nghĩa là như thế nào, muốn cần giấy phép đó thì mình liên hệ ở đâu là được rồi. À, mình hiểu sau khi những buổi trình bày như vậy thường là liên hệ với agent đúng không ạ? Nhưng mà trước khi liên hệ với agent thì mình phải giới thiệu cho khách hàng biết là à, các anh chị cần sẽ có những cái giấy tờ này, mới khó quá thì mới qua agent đúng không ạ? Nếu dễ quá thì anh chị tự làm là giấy chứng nhận y tế ha, à, giấy tờ xuất khẩu thì có giấy chứng nhận y tế cụ thể đối với xào đúng không Cường, thấy không? Do yến xào xuất khẩu còn nhiều là đang đề nghị. Còn ý không thì là đang hoặc động vật đó. Động vật tại vì sao tổ ý là còn gì mất bạn được có thể có nói được nó không biết sao thì nó cấm luôn. Còn bên Trung Quốc thì nó hơi là với chỉ kiến à. Như vậy là rõ ràng là cái này thông tin đó, cái thông tin tư vấn của luật sư thì người ta là đưa ra cái này là yêu cầu kiểm dịch động vật, nhưng mà đúng là cái point đó mà mặc dù là ở Việt Nam mình định nghĩa theo cái hướng đó, nhưng mà do cái đặc thù của con chim yến giống như bạn Cường nói là nó bay đi bay về mình không có kiểm tra được cái con đó. Ủa nhưng mà mình đang hiểu là cái yến lui mà Cường, nó bay vòng vòng trong đó chứ nó bay đi đâu đâu. À, không kiểm soát được à. Không, à không biết rồi. Thường chú đó mà thường chú khác hiểu. Còn đây phẩm giấy chứng nhận hoặc xác nhận công bố chất lượng sản phẩm GMP này kia ở tất cả cái đấy nó liên quan đến dây chuyền sản xuất nên cái hộp kim vu đó. Thế còn những đầu vào Ủa nhưng mà nếu như nó như em như vậy thì là cái yến mà cái yến phụ đóng chai thì xuất đi Mỹ được không? chất Thì là cái ý là cái do cái chỉ cái tổ yến mà là không được không? một nhà đi cơ quan gì Yến thô à, Yến thô là cái hũ à. Thì hiện đến
yến thôi nhỉ, tôi còn thắc nhiều hơn, còn để yến được cái hũ thì tất nhiên như vừa nói sẽ chuẩn dần riêng đi nó khác nhau, đó À, là tiêu chuẩn tiêu chuẩn của nhà máy. Nhà máy là có những vật kia là tiêu chuẩn của chúng ta thì nếu mà tôi bảo ví dụ như là mình đảm được chất cao tôi đi vào tất cả thứ ạ thì ngay có cái phòng gọi là phòng à tiêu chuẩn. Như vậy là giấy tờ này đó, có nghĩa là mình cũng biết giấy tờ này mình để áp dụng cho cái sản phẩm khác không phải là ý đúng không ạ? À? Thì mình cứ nắm những giấy tờ này chung nếu trong trường hợp mình đi cục thú y. À bán muốn sao vậy, không bán được hay con gà hả? Không gà Việt Nam mình đâu à, không không đạt tiêu chuẩn theo rồi. Cho nên là tóm lại, mình tóm tắt lại những cái slide trước ha, thì thông thường một cái bộ hồ sơ hải quan thì các anh chị biết là phía bên tay trái á, là tờ khai hải quan hợp đồng thương mại cái gì đó, là trong những buổi trước mình đã có những buổi chia sẻ rồi. Và cái bữa hôm nay là do đặc thù về cái sản phẩm là thực phẩm, cho nên là mình thấy là sẽ có một số những giấy tờ khác, ví dụ như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Sở Công Thương đúng không ạ? À, tự công bố chất lượng sản phẩm Sở Y tế, giấy chứng nhận lưu hành tự do Bộ Công Thương, giấy chứng nhận Y tế Bộ Y tế, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật chi cục thú y hoặc là chi cục kiểm dịch động vật. Tuy nhiên do mặt hàng yến mà nếu mà trường hợp là yến mà yến đóng chai á, đóng lon thì ok mới xuất đi được, nhưng mà yến mà yến thô có gọi là tổ yến á thì hiện tại là chưa, là do mình không xác định được con chim yến đó nó thường trú hay là nó tạm trú, đúng rồi, nó cứ bay lung tung gì đó mà không có bắt nó được. Rồi còn về giấy chứng nhận xuất xứ á, thì nếu mà hàng đi Mỹ á, thì mình được biết là cái CO form B, còn đi Nhật á, là cái form CO là VJ. Thực ra khi đi Nhật thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có hai cái, một cái là cái form VJ là có nghĩa là Việt Nam cho Nhật Bản á, nhưng mà nó sẽ có một cái form là AJ là Asia với lại Nhật Bản. Cho nên là một số những cái sản phẩm mà các anh chị thấy là mình tự tin cái tất cả nguyên vật liệu quy trình sản xuất của mình chỉ là 100% là Việt Nam thì mình cứ làm cái VJ, còn mình cảm thấy là nguyên vật liệu mình có nhập từ những cái nước Đông Nam Á ha thì mình làm cái form là AJ thì tùy thôi. Còn người ta nói là cái CO mà form B mà xuất đi Mỹ đó, đó là do cái yêu cầu tại đầu Việt Nam nha các anh chị, chứ còn giữa Việt Nam và Mỹ thì cũng không có một cái gọi là trade agreement để mà miễn giảm thuế. Thì tí nữa mình sẽ vô mình coi thử. Ở đây nè, đây là đi Nhật nè các anh chị, mình dò đó, mình vô mình tra quá trời. Đầu tiên mình tra cái chữ Swallowbus đó, mình tra nó có ra đâu, nhưng mà cuối cùng mình phát hiện nó cái chữ đó họ là Slagam gì đó Nest thì nó mới ra được cái chữ đó. Và cái thuế đó là cái không có thuế nha các anh chị, nếu chị làm COVJ rồi thì cái miễn thuế free. Như vậy là đi Nhật là free ha, không có thuế. Chỉ có điều là họ sẽ có một số những cái quy định thì các anh chị lưu ý giúp mình. Thì những cái quy định này nó liên quan tới vấn đề kiểm dịch thôi các anh chị ha. Đầu tiên là có liên quan về kiểm dịch. Và một cái lưu ý nữa là ví dụ như trường hợp của bạn đó là xuất yến mà đóng lon đóng chai đúng không, thì mình nghĩ nó sẽ liên quan tới vấn này. Ở tiếp tiếp là những cái phụ liệu, nguyên phụ liệu phụ gia thêm á, và trong cái đó thì chẳng cụ thể là chất bảo quản hay là như thế nào á thì nó sẽ liên quan tới tiếp tiếp phải lưu ý. Mình sẽ phải khi mình làm giấy đấy xong á, thế xong rồi mình sẽ phải làm một bản test tinh vi bò á, test tinh vi bò có nhiều trong cái bản ra nó sẽ ra được hết tất cả những cái thông tin thành phần của sản phẩm đó. Nhật đấy thì nó có một điều khoản như này này, tất cả sản phẩm thực phẩm hay là đồ uống sang bên nó là bị cấm tiệt con khuẩn E. coli, và cái con khuẩn E. coli đấy không có cái cách nào giết nó bằng thì ta đọc E. coli, ta đọc tiếng tiếng Việt. Ok, đó thì liên quan tới cái miệng tả đúng không? Cũng là miệng tả là cái chảy đó, đúng không? Thì cái con khuẩn E. coli này chỉ có cái cách là chiếu tia gamma vào nó thì nó mới, người ta gọi là chiếu xạ đấy, và nó mới tiêu diệt được. Thì khi mà mình chiếu xạ ấy, bên Nhật nó cấm chiếu xạ vào những sản phẩm xuất khẩu với nó từ bóng đồ uống. Nhưng mà nếu mà mình ra những cái công ty chiếu xạ ấy, mình cứ nói nó bây giờ chiếu ra mức nhẹ nhất để xuất đi Nhật thì người ta sẽ điều chỉnh đến mức nhẹ nhất để con khuẩn E. coli thì chết, nhưng mà những cái chất bên trong thì nó còn. Sang bên Mỹ ấy, những cái sản phẩm đồ ăn, đồ uống của mình này gần như hay là thực phẩm hoa quả ấy, mình đều phải đi chiếu xạ hết mình xuất sang Mỹ. Nên có một vấn nạn là sang bên Mỹ ấy, tại vì sao mà cùng là cái quả thanh long sang bên Mỹ ăn nó gần như nhạt hết cả, vì nó mất hết cái hàm lượng đường chiếu xạ rồi. Mỹ nó cho chiếu xạ thoải mái, chiếu tẹt ga luôn, nhưng mà sang Mỹ đồ ăn thì nó không được ngon.
đây do anh đó như Mỹ mình kiểu anh Mỹ nha đó. Mỹ mình vô mình là quy định à quy định sorry đi cái này là quy định tại nước nhập khẩu tại Nhật vẫn còn ha, thì cái này nó giống anh chị thấy lúc nãy là đó lý do tại sao khi mà mình làm cái slide này mình cố gắng mình tìm hiểu cho cái sườn của Trung Quốc á, thì mình thấy là à bên Nhật họ cũng có quy định về dán nhãn các anh chị, cũng có quy định về dán nhãn chị ha, giống y hệt như lúc nãy thôi. Rồi lúc nãy thì mình có nói về thị trường Mỹ ra, thì mình vào cái trang web này, thì cái trang web này trong cái bài hôm trước thì cũng có chia sẻ với chị rồi, thì mục đích mình vào để mình tra cứu cái mã cái thuế suất là bao nhiêu các anh chị. Cái trang web là hts.usitc.government đúng không ạ? Thì mình dò cái mã số S này thì cái thuế suất là có nha các anh chị. Thuế suất là 1.1% cái gì ha. General chứ không phải là được miễn nha các anh chị. Có thuế. Tới Nhật đúng rồi. Còn hàng của Việt Nam mình xuất đi là 0% là cái lúc đầu là mình dò là 0% là thuế nhập tại Mỹ là 1.1 anh chị ha. Có điều là nó không trong đây nó không có cái quy định về cái thủ tục hải quan á, với cả mà mình sợ cái policy về về thủ tục hải quan về thực phẩm nói chung, chứ mình vô cụ thể từng cái á, nó là cái sản phẩm gì nó không ra, cho nên đó là do tại sao mình chỉ sợ Nhưng tại vì sao mà nhìn cái dòng sản phẩm đăng ký FDA là như vậy, đăng ký FDA rồi thì nó đầu nó đưa xuống cho anh về cái quy định sản phẩm của anh để anh nhập khẩu, khi mà anh có cái dấu FDA đã anh vào kiểm tra anh vào. Rồi nói về FDA thì mình vào thử cái trang web này đó các chị. Anh chị vào fda.government rồi không? Xong tới cái dòng thứ ba anh chị thấy cái chữ registering your facility á, anh chị click vào đó ha, thì nó sẽ ra cái giao diện này để mình xin cái mã số online account đó. Mình ngồi mình login vô để mình xin, mình mới thì mình chọn cái new user để mình kê khai cho các anh chị. Tiện nói với FDA có một thông tin thêm cho các bạn như này. Anh Quốc ngày xưa nó dùng chung dấu CE với châu Âu, nhưng đến bây giờ thì Anh Quốc bây giờ nó không, nó Brexit nó thoát khỏi châu Âu rồi, thì Anh Quốc bắt đầu nó sử dụng dấu mới là dấu UKCA, UKCA cho tất cả các sản phẩm công nghiệp vào nhập khẩu vào Anh Quốc, là mình phải đăng ký những doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp nhá, của sản phẩm nông nghiệp ví dụ như là những sản phẩm máy quần áo may mặc tất cả thứ máy móc gì đó là mình phải làm dấu UKCA đó thì mình nhập vào Anh Quốc, còn châu Âu thì nó vẫn dùng dấu CE thôi. Thì bắt đầu từ ngày 30 từ đầu tháng 5 2023 là bắt đầu là Anh Quốc bắt đầu sử dụng đấy rồi. Mặt hàng công nghiệp đúng không? Đúng không? Nó cũng có hướng dẫn đăng ký, em quên em gửi cho anh cái câu nào em gửi cho anh cái hai để đọc lại. Hướng dẫn đăng ký. Thì nói về FDA á chị thì sẽ có một cái điểm bên chị tư vấn thôi, tại vì vô cái process mà ngồi mà kê khai tất cả những cái thông tin này á thì nó có rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà mình thấy có cái điểm này là mình có thể nói được với khách hàng, nếu mà để ý các anh chị thấy là sao anh chị? Appointing the US agent nè, có nghĩa là bản thân tại cái nước sở tại á, mình phải có một cái agent ở bên Mỹ. Tại trong quá trình mình đăng ký thì nó sẽ có một cái phần mình buộc phải kê khai cái agent bên Mỹ là ai sẽ là cái người agent cho mình. Đúng rồi. Cái đầu nhập khẩu thì mình phải có kê khai cái đại lý, cho nên đây là một cái điểm để mà mình tư vấn với cái khách hàng là nếu trong trường hợp anh chị tự kê khai thì anh chị đi vào cái đường link đó anh chị kê khai, nhưng mà anh chị phải biết được là ở đầu bên Mỹ ai làm cái agent đại lý cho các anh chị ha. Cho nên là cái đây là cái điểm để mà các anh chị có thể giải thích nói thêm, chứ nhiều khi là khách hàng chỉ đơn giản họ vô đó họ kê khai nhưng mà họ bên kia họ chưa có một cái agent chưa đại lý gì thì là họ cũng đâu có kê khai được đâu đúng không ạ? À? Cho nên đây là cái điểm lưu ý nhỏ nhỏ thì mình cần phải nói trước cho khách. Thì sẽ có một trong những cái cách đó mà các anh chị để anh chị tham khảo về cái thủ tục hải quan á, chẳng hạn ví dụ như mình các anh chị một biết một số những cái công ty chuyển phát nhanh ví dụ DHL nè hoặc là FedEx nè hoặc UPS, thì thông thường những cái trang web chính thống của họ đó họ sẽ có một số những cái gọi là tư vấn về thủ tục hải quan. Thì ví dụ như giờ nếu trong trường hợp mình nhập khẩu đi 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 Mỹ đi, thì mình khi mà mình vào đó mình sợ thông tin thì anh chị thấy sẽ có hai cái điểm, ngoài cái việc anh chị đăng ký FBA rồi thì nó sẽ có một cái gọi là prior notice importation of food. Bự hết mức rồi đó. Rồi để mình thoát. Ok tới khúc này đúng không? Bây giờ cho nó to lên. Ở phía dưới đây nè các anh chị. Đúng rồi. Có nghĩa là ngoài cái việc anh chị đăng ký FDA rồi, nhưng mà mỗi cái lô hàng các chị ha, anh chị lưu ý đó, mỗi cái lô hàng xuất đi Mỹ đúng không ạ? Trước khi xuất thì là anh chị phải làm, phải đăng ký một cái là prior notice. Thì cái mẫu form thì ở phía bên đây này các chị, anh chị vào đó nó sẽ có hai cái mẫu form để mình download xuống mình kê khai luôn ha.
Cho nên là tóm lại ở cái buổi ngày hôm nay, chẳng hạn ví dụ như là sau khi mà mình tìm hiểu cả về bên chỗ cái file mà xuất hàng đi Trung Quốc á, mới là những cái thông tin mà mình xuất đi Mỹ hay là đi đi Nhật đúng không ạ? Thì anh chị sẽ có một số cái để mà khi mà nói chuyện với khách hàng thì mình có thể là mình raise trước cho khách hàng biết là khách hàng cần phải có những cái điểm lưu ý gì đúng không ạ? Đầu tiên về sản phẩm thì sẽ có những cái chứng nhận kiểm dịch về nguyên vật liệu hay là phụ gia, hoặc là chứng nhận kiểm dịch về sản phẩm, chính cái sản phẩm đó. Thứ hai là về quy trình sản xuất thì sẽ có những cái kiểm định về quy trình, thì cụ thể ví dụ như là ISO là một trong những cái để cho chứng nhận về quy trình đúng không ạ? Và cái thứ ba sẽ lưu ý với khách hàng về cái việc nhãn mác bao bì đóng gói. Thì giống như lúc nãy mình có ví dụ á, đi đi Nhật với lại đi đi Trung Quốc đúng không ạ? Người ta sẽ có những cái yêu cầu về ví dụ như ngôn ngữ, hoặc là trên cái nhãn mác đó thường người ta sẽ yêu cầu các chị phải liệt kê tất cả những cái thành phần về cấu tạo của sản phẩm và hạn sử dụng thì mình phải liệt kê ra. Và cuối cùng là sẽ có những cái nó kỹ hơn á, thì trước khi xuất khẩu thì mình sẽ hỏi cái người mua bên kia là cần là mình sẽ vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện gì, và cái cửa khẩu nhập khẩu là ở cửa khẩu nào. Thì đó là những cái điểm mình sẽ lưu ý, thì mình sẽ tránh được những cái rủi ro nhiều khi hàng tới nơi. Tại vì thực tế khi làm việc á, thì chỗ cường thì cũng biết đúng không ạ? Tại vì một số nhà nhập khẩu các anh chị thì đơn giản giống như Việt Nam mình thôi, chẳng hạn như là mình quen cái cửa khẩu đó, mình quen về cái thủ tục hải quan, hoặc là mình quen cả về những con người ở đó, thì khi quá trình mình kê khai hàng hóa nó sẽ dễ dàng hơn. Và tự nhiên các anh chị đi cũng chuyển cái mặt hàng đó, bạn chị đi chuyển qua một cái cửa khẩu khác thì người ta gặp khó khăn, chứ có thể là do người ta phải buộc phải làm việc một số những người mới gì đó, cho nên là cái quy trình làm việc của họ họ không có thoải mái đúng không ạ? Anh chị làm việc mà chị biết về hải quan Việt Nam thì chị cũng đã nắm rồi á, nhiều khi anh chị ra cũng là cái giấy tờ thủ tục đó nhưng mà người ta lại nó không đồng ý, người ta yêu cầu phải điều chỉnh ABCD các kiểu, thì ở nước ngoài họ cũng như thế thôi. Nhiều khi người ta đã nhập quen cái cửa khẩu đó rồi mà mình làm một cái cửa khẩu khác thì cũng sẽ có thể là gây khó khăn cho họ. Thì đây là tất cả những cái phần mà mình đã chia sẻ. Còn riêng cái việc mà xuất khẩu Yến mà đi Mỹ đúng không ạ? Thì mà cái Yến mà đóng lon đóng chai thì đi được các anh chị ha, còn cái tổ Yến nguyên thì sẽ không đi được ha. Thì đó là cái phần nhắc lại để các anh chị lưu ý, để khi mà anh chị tư vấn cho những người bán hàng để mà họ lên cái sàn Alibaba thôi. Rồi cái buổi sharing hôm nay là tới đây là hết nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham dự.